Em Cát xin chào các bạn. Xin chào Minh Thư. Ngày hôm nay thì em Cát được biết là Minh Thư tới thì mình tái khám được sau tròn 3 tháng đúng không Thư ha? Thì hôm nay em Cát đã mời được Thư tới để có một buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và cũng sau qua trong quá trình nâng ngực tại em Cát thì Thư có thể giới thiệu về mình cho các bạn được biết được không? Em tên Thư. Hiện tại Thư đang làm công việc gì Thư ha? Rồi không biết là đầu tiên là cái cơ duyên nào mà Thư biết tới bệnh viện thẩm mỹ em Cát ạ? Nhờ bạn em giới thiệu á. Bạn mình đã từng làm dịch vụ tại em Cát và giới thiệu mình vô đây để làm đúng không? Thì đầu tiên là trong cái quá trình mà đầu tiên ngày mình tới tư vấn ngực á, thì Thư có cái có thấy cái sự khác biệt gì so ở em Cát giờ so với những nơi khác không Thư ha? Ở đây nhiệt tình. Trước khi mà mình dự định làm ngực á, thì Thư đã có tham khảo ở những nơi khác chưa? Là mình đã tư vấn được những cái cơ sở khác và em Cát là cơ sở thứ mấy mà Thư tới tham khảo ha? Thứ 3. Vậy hả, thứ 3 rồi. Tại sao em Cát lại là lựa chọn của Thư vậy? Uy tín chất lượng. Vậy hả, tại vì một phần là người nhà mình đã từng làm rồi, mình cũng cảm thấy yên tâm đúng không? Rồi, sau khi mà làm xong thì trước cái quá trình đó thì chắc chắn là bác sĩ em cũng có mình chụp hình trước cái máy với cha đúng không Thư ha? Đó, mình chụp hình trước máy với cha này. Rồi là bác Kim cũng có phân tích ngực của mình, tình trạng ngực của mình. Thì cái size mà Thư chọn là bác chọn cho mình là bao nhiêu Thư? 320. 320 và mình đặt dầm túi là dầm túi vi nhám đúng không? Đúng rồi. Thì hiện tại đến sau khi mà mình làm xong á, mình ra cái phòng hồi sức á, thì Thư có cảm thấy, thành hỏi thiệt là Thư có cảm thấy đau không? Đau như là trong, chắc là lúc trước lúc làm mình cũng suy nghĩ lắm là mình bảo nghĩ là đau, đau lắm, đau chết đi sống lại luôn. Thế sau khi mà làm xong rồi ra phòng hồi sức thì Thư thấy thế nào? Thấy cũng bình thường. Đau ít. Đau ít thôi ạ. Trong mấy ngày đầu á, cái ngực mình nó có căng nhiều không Thư hả? Có ạ. Nhưng mà sau đó là mình uống nước nhiều là 3 ngày nữa hết. Vậy hả, 3 ngày là đã không còn cái tình trạng căng tức rồi. Và mình vẫn phải duy trì mặc áo ngực và áo định hình. Đúng rồi, mặc áo định hình trong vòng 3 tháng đầu Thư ha. Thì hôm nay bạn Thư đã rất là tự tin để mình mặc những cái áo 2 dây rồi. Mình thì thấy là có khe ngực rồi ha, khe rất là khít luôn. Thư có một cái lời nào muốn chia sẻ với các bạn mà đang có ý định mà lúc nấu ý định làm vòng 1 nhưng mà mình còn e dè không Thư ha? Nếu các bạn mà muốn có vòng 1 đẹp thì hãy đến em Cát. Thực sự là em Cát làm có đau không Thư ha? Không đau. Em Cát làm không đau đúng không ạ? Dạ rồi. Sau khi mà làm ngược xong á, thì cái cuộc sống của Thư á, có thay đổi cái gì không Thư ha? Và nói chung là về những cái trang phục mình mặc á, Thư có thấy tự tin nhiều hơn không? Mình tự tin hơn rất là nhiều đúng không? Sau này thì Thư có dự định là giới thiệu những người bạn khác tới em Cát làm không Thư ha? Có. Vâng, cảm ơn Thư về những chia sẻ rất là thật lòng và ngày hôm nay. Những bạn nào mà đang có mong muốn thẩm mỹ từ khuôn mặt này vòng 1, vòng 2 và kể cả vòng 3 hút mỡ nữa thì hãy cứ mạnh dạn inbox tới hai trang của bệnh viện thẩm mỹ em Cát, đó là một đó là trang bệnh viện thẩm mỹ em Cát, thứ hai là trang Facebook của bác sĩ Khiêm, chuyên viên tư vấn của bệnh viện thẩm mỹ em Cát, sẽ liên hệ tư vấn tới các bạn một cách nhanh chóng và tìm ra những cái phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ phù hợp nhất nha. Cảm ơn Thư đã tham gia cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúc Thư luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống nha. Chị. Xin chào các bạn.